Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Chồng cũ giàu có của Lệ Quyên hẹn hò với người đẹp kém 27 tuổi. Mới đây, doanh nhân Đức Huy, chồng cũ Lệ Quyên, bị bắt gặp đưa người đẹp cẩm đang đi dự đám cưới tại Hải Phòng. Một nguồn tin riêng cho biết, cả hai đã tìm hiểu nhau được một thời gian, nhưng chưa muốn chia sẻ thông tin rộng rãi với truyền thông. Tuy nhiên, Cẩm Đan lại khá thoải mái khi tiết lộ chuyện cá nhân với bạn bè và cô không ngại đi chơi chung cùng nam doanh nhân nổi tiếng. Đức Huy sinh năm 1975, là cháu ruột của nhạc sĩ Lê Quang và sở hữu phòng trà có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là một đại gia giỏi giang và giàu có, Đức Huy là người được giới nghệ sĩ kính nể. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn, năm 2011, anh kết hôn với Lệ Quyên và cả hai sớm có con trai đầu lòng. Nhưng cuối tháng 10 năm 2020, cặp đôi xác nhận ly hôn trong êm đẹp. Về phía Cẩm Đan, cô sinh năm 2002 và kém Đức Huy đến 27 tuổi. Người đẹp gốc An Giang được công chúng biết đến khi tham dự lọt vào top 15 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô nàng là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi. Hiện tại, Cẩm Đan đang là sinh viên trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn. Tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Cẩm Đan nổi bật là thí sinh duy nhất để tóc ngắn. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài sắc sảo hiện đại. Cẩm Đan là phép cộng giữa vẻ đẹp Âu Mỹ và phương Đông. Với hàng lông mày đậm, mắt to và đôi môi dày, nhiều khán giả so sánh cô nàng với những mỹ nhân đình đám. Cẩm Đan từng chia sẻ rằng, cô nàng đã giảm tới 10kg để tham dự cuộc thi Hoa hậu. Hiện tại cô nàng sở hữu chiều cao 1m72, số đo 3 vòng là 83, 64 và 92. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.